Những tháng đầu năm 2024, với sự nghiêm túc quyết liệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết của chính phủ, kế hoạch của tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tỉnh An Giang duy trì xu hướng tích cực, các ngành lĩnh vực đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các tháng, các quý tiếp theo. Từ nay đến cuối năm 2024, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tập trung chỉ đạo theo dõi tình hình sản xuất, liên kết tiêu thụ lúa nếp, rau màu và cam trái vụ hè thu và thu đông năm 2024, chủ động triển khai giải pháp phòng chống thiên tai, sạt lở, dông lốc trong mùa mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, các chương trình mục tiêu quốc gia và công trình trọng điểm khác của tỉnh như bệnh viện tim mạch tỉnh, nhà hát, sân vận động tỉnh, tập trung triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư các lĩnh vực ngành nghề mà tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh. Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, tạo thêm việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, tạo môi trường hòa bình ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.